Bây giờ tôi qua mục 4.2.2 lắp phụ kiện liên kết ở trang 19. Giờ phải nói nhỏ lại thôi, nó lớn hết nổi rồi. Giờ bước 1, chúng ta đang ở trong cái view 3D đây. Chúng ta sẽ lắp trước ở vị trí cái đầu này. Và để cho nó gọn á, thì tôi lấy chọn một cái bát Sego bất kỳ nè. Tôi mới dùng công cụ Selection Board nè, tôi click nó một cái đó, nó cắt gọn những khu vực này cho mình. Rồi, mình mới nắm cái Selection Board đây, mình kéo rộng ra khu vực mình muốn. Rồi, mình thấy nhiêu đây thôi. Giờ tôi ẩn tạm cái Selection Board này đi. Sau đó tôi click chọn cái cột nè, tôi cũng ẩn tạm nó đi. Ẩn thôi nghe, đừng có xóa. Để mình thấy được cái đầu dầm, để mình dễ xử lý cái đầu dầm ở đây. Trong tab Steel, tôi mới gọi công cụ là Left. Sau đó Set Work Plan, Pick a Plan. Ok, biết vào cái mặt chữ Y của cái dầm nè, dùng phím tab để chọn cái mặt nó, rồi biết nó đang cái. Rồi mình dùng Rectangle. Này, bây giờ mấy bạn quen rồi, mình vẽ bắt điểm trong 3D nha. Bắt điểm ngay cái đầu này nè, Endpoint đây nè, kéo xuống Endpoint đây nè, Escape hết lần. Đây là hình bên tay phải của bước 1. Ở bước 2 nè, mình làm việc trong 3D luôn. Sau này á, nếu các bạn quen thuộc, các bạn làm việc trong 3D nó sẽ nhanh hơn. Còn á, là đang á, là cái khóa báo tôi dạy cho các bạn học mới bắt đầu mấy bạn làm. Cho nên á, là tôi hay quay nó, tôi hay đem nó trở lại cái góc nhìn 2D cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ tôi click chọn cái đường nằm bên dưới cùng đây. Tôi mới gọi lệnh Move. Tôi bắt một điểm trên cái thân của nó nè, tôi kéo xuống nè. Thì phần mềm á là nó hay có cái tình trạng mà nó sẽ bắt vào, nó sẽ đi theo cái phương nào đó. Mình có cái phương trước á thì nó hay đi theo cái phương đó. Rồi, tôi kéo theo cái phương của cái đường thẳng đứng đây. Tôi cho nó là 80. Đây là hình bên tay trái của bước 2. Tôi Enter cái. Sau đó tôi click Finish. Rồi, cái tấm LED mình ở đây. Mình quay nó góc qua đây. À, nhìn thấy nguyên cái tấm này nè. Thì phần mềm Revit xếp sẵn là 12 ly 7. Mà cái ông thiết kế này ổng á là thiết kế 12 ly à. Thành ra phải ngồi sửa cái chỗ 12 ly 7 này mệt quá. Nhưng mà cũng phải sửa thôi. Mình đã sửa thành 12 ly. Khác thiết kế ông tự mình chết. Tôi vừa thực hiện xong bước 2. Bây giờ tôi qua bước 3. Tôi trở lại cái section khung đầu hồi X2. Chữ đầu hồi với chữ liên hình giống nhau quá. Sau này mình phải sửa cái từ này. Sửa cái tên đi. Đầu hồi á, cho nó thêm chữ đầu đi. Thêm chữ hồi đi. Rồi, điển hình á, thì sửa lại á, cho nó thêm chữ I-E-N-I-N-H à, dễ đừng có bị nhầm. Trong cái khung đồ họa size này, tôi mới zoom lớn cái góc này lên. Đây, đây chỗ cái bản mã đây. Dùng phím tab chọn được cái bản mã của mình đây. Thì cái bản mã này á, là nó bắn cái bu lông, nó bắt bu lông vào trong cái bản bụng của cái cột này. Tuy nhiên cái bản bụng của cái cột á, thì do mình mà làm một cái family, cái bu lông nó gắn vào không được. Cho nên chúng ta sẽ dùng cái chiêu là làm cái bản mã tạm. Bây giờ tôi dùng lệnh copy, tôi copy cái bản mã ra thêm một thằng nữa, ngang qua đây. Rồi, tôi mới click chọn cái bản mã vừa copy ra. Cái bản bụng của cái cột nó là 10 ly, cho nên tôi sửa thành là 10 ly. Chọn cái vật liệu, tôi không để là metal deck nữa, mà tôi sửa thành là air, không khí. Rồi, tôi ok. Trở lại 3D nè, chúng ta thấy có một cái bản á, là bản mã bằng sắt và bản mã bằng không khí nè, chúng ta gắn cái bu lông thôi. Bây giờ trong khung đồ họa X2 này, xóa cái đường rep plan này đi, không cần nữa. Ẩn tạm cái cột này đi, không cần nhìn thấy cái cột luôn, ẩn cái bản mã này đi luôn, nó trống. À, tôi dùng công cụ là Section ở trong tab View, chọn loại là Detail, và tôi tạo một cái Section từ trên dưới như thế này. Trở lại cái 3D này. Ẩn luôn các bản mã này đi. Hình ở giữa bước 4, tôi mới gọi công cụ Bond ở trong tab Steel. Click chọn một cái bản mã, đè phím Control, click chọn cái bản mã thứ hai. Sau đó gõ phím Space trên bàn phím để báo cho phần mềm biết rằng tôi chọn xong rồi đó nha. Rồi, sau đó mình mới click vào cái mặt bên này nè, để mình chọn mặt này làm một plan. Các bạn click mặt bên kia cũng được, nhưng mà mình điều khiển cái bu lông mất công. Tôi click chọn cái mặt này nè, mặt nào cũng được hết á. Quay tới quay bu lông ngược, quay cái bu lông xuôi cũng được. Bằng cái phím Inverted á là xong. Sau đó tôi dùng Rectangle. Tôi vẽ một cái hình chữ nhật đại ở đây. Thì nếu các bạn quen thuộc, các bạn có thể dùng phím Shift, các bạn quay qua mặt bên đây nè. Các bạn bắt vào điểm bên đây nè, cũng được. Nó cũng chính xác nha. Tôi vừa thực hiện xong bước 4. Bây giờ tôi vào cái Detail Section, Detail 3 nãy chúng ta mới tạo đó. Đây, cái vùng nhìn nó nằm ngoài rồi. Tôi Finish đi. Rồi, bây giờ tôi click chọn cái khung nhìn của cái Detail Section này, tôi kéo rộng nó qua đây. Rồi, ảnh cái cột đi. À, không phải cái Detail này. Tôi trở lại khung đồ họa sai nè. Click chọn cái này coi tên nó là cái gì. Cái tên nó là Detail 3, đúng rồi. Ok, là nó đó. Rồi, tôi chưa vào nó. Chúng ta không thấy gì ở đây á, bởi vì nó đang là chế độ Close. Mình đổi thành File thì mới thấy bu lông với bản mã. Đây, bây giờ mình thấy nó rồi. Cái nhóm bu lông mình mới tạo đây. Bây giờ tôi click chọn cái nhóm bu lông này. Chỗ Standard á, thì tôi đổi thành là DN6914. Chỗ Diameter á, đường kính của nó tôi đổi thành 16 ly. Rồi. Chỗ F Distance lên Size 1 và Size 2. Thì Size 1 tôi để là 50. Size 2 là 28.
Thì kết quả cái bô lông nó chạy vô như thế này. Cái bô lông này là do ông thiết kế, ông định vị, tôi chỉ vẽ theo thôi. Sau này các bạn là người làm thiết kế thì các bạn quyết định cái kích thước của cái bô lông này. Chúng ta học Revit thì chúng ta chỉ biết cái công cụ và cái cách sử dụng nó thôi. Hoàn toàn không có thiết kế gì đây cả. Các bạn mới là người quyết định cái bô lông nằm ở đâu, kích thước bô lông như thế nào. Tôi vừa thực hiện xong bước 5. Kết quả này là tôi chụp ở hình ở bước 6, hình bên tay phải bước 6. Bây giờ tôi thực hiện cái hình ở giữa bước 6. Tôi đổi cái Visual Style thành là Wireframe để nhìn xuyên qua. Rồi, tôi click chọn cái nhóm bô lông. Sau đó tôi dùng lệnh Copy. Tôi copy nó xuống bên dưới như thế này. Rồi tôi edit pattern của nó. Align cái cạnh trên xuống đây cho nó gọn vô cái ô này thôi. Sau đó Finish. Thì các bạn thấy nó có hai cái bu lông nó nhảy ở đây nè. Thì mình sửa cái number on size 1, mình đổi nó thành là 1. Rồi các bạn apply. Thì lập tức mình chỉ có hai cái bu lông ở đây thôi, nó có một hàng bu lông này thôi. Cái size 1 hay size 2 này á thì cũng không cần phải nhớ nó nằm ở size nào, tại vì khi các bạn vẽ cái phương của cái profile á, cái pattern á, thì nó phụ thuộc vào cái phương đó lúc các bạn vẽ đó, cho nên cũng không cần phải nhớ, nó không cần phải phân biệt đâu. Là mình đổi cái size 1 mà nó không đúng thì mình sửa lại đổi cái size 2 thôi. Vậy đi cho nó đỡ đau đầu. Tôi vừa thực hiện xong bước 6. Kết quả trong 3D chúng ta có hai cái bản mã đây. Khi tôi hiện tất cả mọi thứ lên lại thì cái bu lông nè nhờ cái bản mã tạm này mà nó xuyên qua cái cột luôn. Sau này chúng ta chỉ việc ẩn cái bản mã tạm E này đi là xong thôi. Bây giờ tôi qua cái bước 7, hình bên tay trái chứ. Rồi bây giờ tôi sẽ gắn cái bản mã và bu lông ở đầu trên của cái dòng này. Tôi hiện lại cái session board, tôi kéo nó lên trên. Kéo lên đây, dài dữ vậy đây. Sau đó ẩn cái khung session board này đi, chứ đừng rối. Ẩn cái cột này đi, ẩn bản mã, ẩn cái dòng bên trên luôn. Mình vừa cái đầu này thôi. Trong tab Steel cũng gọi công cụ là Let là cái bản mã. Sau đó set một lamp, pick a lamp, ok, đưa vào đây. Tab chọn cái chữ Y này làm cái mặt phẳng làm việc. Dùng rectangle vẽ một cái hình chữ nhật từ điểm này kéo xuống điểm này. Sau đó click chọn cái đường dưới nè, rồi dùng lệnh move, click một điểm trên cái đường này nè để mình kéo nó có cái phương đó, phần mềm nó chọn định hướng cho mình, đánh là 80, enter. Đây là cái hình ở giữa của bước 7. Sau đó finish. Rồi ông nội thiết kế là ông chỉ thiết kế có 12 ly thôi, sửa thành 12 ly. Tôi vừa thực hiện xong bước 7. Bây giờ mình qua bước 8, trở lại cái khung đầu hồi X2. Đây mình đang thực hiện cái vị trí nè, có cái cột đây nè. Chỗ này á thì cái cột này rồi mình có hai cái bản mã hai bên. Bây giờ tôi ẩn tạo cái cột này đi. Ẩn cái bát Sài Gòn này luôn đi cho nó gọn. Tôi click chọn cái bản mã này. Tôi dùng lệnh copy, tôi copy nó qua đây. Bây giờ hai cái bản mã này nó sẽ bằng đầu nó ở đây như thế này. Nhưng đầu trên nó hụt tí xuống cái dầm rồi. Cho nên mình lôi cái section này lại. Rồi mình lôi cái section này lên đây. Đưa nó vô giữa luôn để cho nó khỏi thấy cái bản mã bên dưới. Sau đó chui vào cái section này, click chọn cái bản mã, edit boundary của nó. Mình align nó lên trên đây. Đây là cái hình bên tay phải bước 8. Sau đó finish. Bây giờ tôi qua 3D. Chúng ta có hai bản mã hở ra nè. Bản mã này là hàng vào cái dòng bên dưới nè, bản mã này hàng vào cái dòng bên trên, kẹp cái cột ở giữa. Thì ở chỗ này người ta sẽ bắt cái bu lông xuyên qua hai bản mã này và cái cột luôn. Bây giờ tôi sẽ gọi cái công cụ là bond. Rồi, sau đó click chọn một bản mã, đè phím Control, click chọn bản mã thứ hai, Space, để báo cho phần mềm biết rằng chúng ta đã chọn xong rồi. Sau đó click vào mặt này, để báo cho nó biết rằng là chỗ này là World Blend đây. Rồi dùng Rectangle, vẽ cái bu lông. Cái góc này thì hơi khó nhìn, thế mình vẽ xéo quanh đây, mình phải quay quanh đây, vẽ xéo quanh đây như thế này. Các bạn vẽ mà không quen thì mình về section mình vẽ thôi, không sao hết. Bây giờ trở lại Detail Bar nè, thì mình thấy nó nằm đây nè. Nó nằm là bằng ở dưới cái bản mã bên dưới, nhưng mà nó lọt xuống bản mã bên trên. Đây là bản mã bên trên nè, đây cột Y bên trên nè. Rồi muốn bằng bên trên thì mình dùng lệnh Align cho nó bằng bên trên. Dưới trên thì cũng được hết, lọt có một tí thôi. Cái bu lông thường thường là người ta khoan cái lỗ hình oval, cho nên nó lọt tí người ta vẫn có thể ráp vô được. Bước 10, tôi mới finish, xuất hiện 4 cái bu lông ở đây. Bây giờ mình điều khiển, hình bên tay trái bước 10, standard là DIN 6914, DIN 6914. Rồi, diameter là đường kính, thì đổi thành là 16 ly. Editor on size 1, on size 2. 4 cái thông số này thì cặp này với cặp này nó điều khiển, cái thằng này điều khiển thằng trên nó chạy, cho nên mình điều khiển cái nào cũng được hết. Cái này tôi cho là 50, size 2 thì cho là 28. Rồi, tôi apply, hoặc không apply thì đương chuột ra ngoài màn hình là tự nước cũng apply. Cái này khóa cơ bản học rồi ha. Kết quả giống như hình bên tay trái của bước 11. Tôi đo cho các bạn biết cái kích thước của nó đó. Trong đây mình khỏi cần đo. Hình ở giữa bước 11, tôi mới dùng lệnh copy, tôi copy nó xuống bên dưới. Sau đó edit pattern.
Align nó vào đấy. Finish. Nhảy hai bu lông ở đây kệ nó. Sửa cái nấm bền size 1 là 1. Thì nó chỉ còn có hai bu lông cho mình thôi. Rồi bây giờ tôi qua 3D. Chúng ta thấy có nhóm bu lông như thế này. Nếu các bạn muốn quay lại á, thì click chọn nó. Chọn là Inverted. Nó quay đầu lại. Đây tôi cũng click chọn nó. Inverted nó quay đầu lại. Thường thường á, thì tôi thấy á, họ thiết kế á, là nếu cái dốc nghiêng xéo đây nè thì bu lông á, thường thường ở trên chồng ngược xuống vậy. Mục đích để làm cái gì? Để khi gắn bu lông vô á, nó không có bị tuột, nó rớt xuống đất. Cái bu lông 16 ly này ở trên từ ở trên nóc nhà mà rớt xuống á, trúng cái đầu của thằng bên dưới, và thằng bên dưới không đội nón bảo hộ là lủng cái đầu sọ luôn. Nên thường thường họ thiết kế an toàn như thế. Mình để ý mấy chỗ nhỏ nhỏ này. Đây vậy là xong nhóm cái liên kết ở vị trí chỗ này. Bây giờ tôi mới chọn hết toàn bộ cái nhóm liên kết này, bản mã nè. Hai cái bản mã, một nhóm bu lông, hai nhóm bu lông. Đừng có quét nha, cái này mình quét mình dính luôn cái shop tên á. Tôi trở về khung đồ họa S2. Nó vẫn còn đang chọn đây. Rồi tôi dùng lệnh copy. Rồi tôi bắt điểm ngay điểm này. Nhớ cái điểm này mình lấy cái móc ở đây. Copy nó lên trên đây. Cái móc ngay đó thì mình cũng để cái móc ngay đó. Rồi ngay vị trí này. Nó giống nhau mắt. Không lý do gì mình phải vẽ lại hết á, giống nhau mình copy qua cho nó xong. Vậy là xong ở chỗ trục Y6. Tôi vừa làm xong bước 12 hình bên tay phải. Bây giờ tôi qua bước 13. Từ Y6 này tôi tiếp tục copy qua Y5. Tôi dùng lệnh copy. Nó vẫn còn đang chọn nhóm bu lông á. Tôi bắt cái điểm ngay trên này. Rồi qua Y5 đây. Rồi click nó vào đây. Chỗ Y5 này á, thì là cái điểm đối xứng là cái dầm nó xéo lên đây nè. Y5 là cái trục đối xứng của cái nhà này. Của cái khung nhà. Ở đây cái dầm nó xéo ngược lại rồi. Cho nên á, là cái bản mã phía này á, nó cũng ngang đầu bản mã này thôi. Chứ nó không có cao lên như thế này. Bây giờ tôi giờ cái mặt cắt nó về. Tôi mua cái mặt cắt này về đây. À. Sau đó chui vào cái mặt cắt. Khi mình chui vào mặt cắt mình sẽ không biết chọn cái bản mã nào. Cho nên trở lại khung đồ họa S2. Click chọn cái bản mã này nè. Rồi mình qua Detail 3. Mình mới Edit Boundary. Rồi cái đầu trên nó ngay vị trí này. Mình sẽ align nó xuống bằng với cái bản mã bên dưới là cái đường này đây. Rồi tôi mới Finish trong 3D. Hiện Session Board lên lại. Kéo lên đầu trên có đúng chưa? Ồ, dài dữ vậy. Đây, vị trí này. Là bên đây cái dầm nó xéo ngược lại rồi. Ta ấn tạm cái cột đi. Ở hai bản mã chúng ta phải ngang nhau như thế này. Click vào left cái cho nó thẳng lại. À, nó ngang nhau như thế này thôi. Không cần cao lên nữa. Tôi vừa thực hiện xong bước 14. Hình bên tay trái.